Trân trọng kính chào quý đầu tư và anh chị em quay lại kênh Bác Sĩ Việt ngày hôm nay. Là nói đầu tiên xin chúc quý anh chị thứ nhất là được mạnh khỏe nè, thứ hai là được bình an bên gia đình trong mùa dịch này ha. Và cũng mong đại dịch Covid này qua mau để cuộc sống người dân ổn định và đi làm trở lại nhanh chị. Và hôm nay em gửi đến chị một miếng đất giường ha. Với diện tích là ngang là 21m, à, sâu vô là 61m nha anh chị. Đất mình ở hậu ra nha, nên tổng diện tích là 1 600 m vuông Trước cái hình mình anh chị à, di chuyển đường này 3km nữa đụng tới quốc lộc A nha. Hiện tại đang đứng vị trí đây là ở trường tiểu học Long Hưng. À, từ vị trí trường học này di chuyển vô đường đan ô tô á, là khoảng à, 500m đến 600m là tới vị trí đất mình rồi rất là thuận tiện nha anh chị à, đường nhựa này kia bằng đường nhựa Long Hưng còn gọi là đường huyện 34 nha anh chị đó em nói rõ cụ thể chi tiết để anh chị nắm à, mình ở xa mình biết được vị trí à, mình vô đất mình nha và đây là cái trường tiểu học Long Hưng nè anh chị đây em quay qua cho anh chị xem đó, đây là kế bên là có trường trung học luôn ở đây là có chợ trầm ỏm nữa anh chị ha rồi à, đây là di chuyển về Ủy à, ban cũng khá là gần nhanh chị đây à, đây là em vẽ bản vẽ lên cho anh chị xem nè ngang là 21 à, sâu vô là 61 à, đất mình ở hậu ra là 40m nha anh chị đây là cái sơ đồ à, cái giường mình anh chị em vẽ lên cho anh chị xem tại hiện tại á, thì à, mùa dịch này em không lấy sổ được do chủ không có xài máy à, à, cảm ứng nên à, không gỡ qua em được nên em vẽ À, theo cái ý à, chủ à, cái diễn tả rồi gửi đến anh chị và cô chú để mình xem ha đây cái clip nào là 4 m anh chị thấy không rất là rộng nha anh chị đó ở đây cũng có mương là làm khoảng là 3 m đó, trên đất mình thì trồng dừa và mai vàng nha anh chị hiện tại thì cũng trồng được vài tháng thôi chứ không có lâu nha anh chị đây rất là rộng anh chị không đất mình nó hậu là 40 nha anh chị khá là đẹp ha rồi để em đưa lên cái vị trí cho anh chị xem đây đây cái định vị nè ha đây là ở ấp à, Long Thành A xã Long Hưng huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang nha anh chị rồi em đã đến cái vị trí đất nè anh chị ha đây là cái đầu đường vô đất mình đây đây là đường đan là hai mét rưỡi là từ cái đường nhựa Long Hưng ngay cái trường học này em đứng á à, di chuyển ở đây là 600m à, rất thuận tiện anh chị ha rồi từ vị trí đường đan này à, vô 60m nữa là tới đất mình nha à, 60m là cái đường đó là đường 2m anh chị hiện tại đường đó xanh nha với đường đất tại cái đường đó thì đường đi chung của à, mấy hộ dân ở đây à, là đã rất là lâu rồi nên anh chị rất yên tâm ha Đó đây thì ta trồng à, long hưng này trồng trồng sữa nè anh chị rồi trồng bưởi nè rồi trồng mít trồng dừa là nhiều nhất nha anh chị còn khu vực những kim á, thì trồng sabuche hay là kim sơn là trồng sabuche nhiều hơn ha thì từ cái vị trí đường đa này anh chị, em chút em chạy vô cái đất mình á là 60 m anh chị. tới đất mình nha, đất mình đường cùng nha. Rồi cái hướng bên đây là di chuyển khoảng một cây hai số nữa sẽ đụng tới đường nhựa à, kinh đào. Đó, rất là thuận tiện nha anh chị. Còn ra à, đó thì về hướng quốc lộ A cũng được nè, về hướng trung tâm thành phố Mỹ Tho cũng được đó anh chị. Đó, rất là thuận tiện nha, rất là đường nhiều đường đi nha anh chị. Thì à, khu này thì ta trồng vườn rất là nhiều nha. Thì đất mình á thì cách đường nhựa trường học nãy á, chỉ có 600 m thôi. Cách trung tâm thành phố Mỹ Tho làm chạy xe 15 phút là tới nha anh chị ha. Còn nếu mà anh chị à cô chú nào ở Sài Gòn á mình về xem đất á thì nếu mà có xe nhỏ như xe ăn bốn chỗ á thì mình vô tới vị trí ngay đây ha là tới đi bộ vô khoảng 60 m nữa là tới đất mình nha anh chị. Và cái hướng này là di chuyển đường đất này nè anh chị là khoảng một cây hai số nữa cũng ra đường nhựa kinh đào luôn nha rồi đây là vị trí vô đất mình anh chị ha đường này là 2 mét nha anh chị đường đi chung nha có là xưa giờ nha anh chị rồi em lên xe làm di chuyển vô à, trong đất nha đất mà là đường cùng nha anh chị thì đất mình đó thì ngang là 21 mét sâu vô là 61 mét nha nở hậu ra là 40 mét nha anh chị hiện tại thì trong mùa dịch này À, em không chạy đi lấy sổ được ha tại vì chủ cũng xài máy à, không có công ứng không có gửi qua zalo được nên anh chị và cô chú cũng thông cảm nha thì à, em đã vẽ cái bánh vẽ nãy em đưa lên cho chị ban đầu xem đó là y chang vậy luôn anh chị đó để cho anh chị hình dung ra được cái thửa đất của mình à, cần mua ha gia chủ ký gửi giá bán là 695 triệu một công nha anh chị cái này lên tổng diện tích là 1.600 m2 à. Rồi mình đã tới đất anh chị ha Để xuống xe cá nha anh chị Anh chị thấy không? xung quanh đây á, thì ta trồng à, dừa à, Chú sữa nè Mít nè Rồi bưởi khá là nhiều nha anh chị cái Dùng đất ra à, lung hưng này cũng rất là tốt nha đây hiện tại em đang vô tới đất anh chị ha cái ranh giới nào bên ta phải á, có cái trụ bê tông đó anh chị là thẳng vô sâu là 61 m còn cái mặt này à, để, hiện tại em đứng đây là 21 m nha đây chị thấy không rất rộng rãi, rất là thông thoáng ha. vừa với mai vàng anh chị thì chủ cũng à, trồng được khoảng 2 đến 3 tháng anh chị, rất là nhỏ ha. Đây, trước cái giường mình có cái à, vườn vú sữa anh chị ha. Thì em xin nhắc lại cái vị trí à, đất giường của mình á là ở ấp Long Thành A, à, xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang từ cái đường đan hai mét gửi anh chị di chuyển vô đất mình là 60 mươi là đường à, đi chung là hai mét nha anh chị hai mét cũng rất là rộng rãi nha đây để quay xa xa cho anh chị xem ha có tổng cái uh, quát cái uh, mình thửa đất vườn mình luôn đây chị thấy không rất là đẹp anh chị đất mình là nở hậu ra là 40 mươi mét anh chị thì anh chị cũng không quên à, chia sẻ like và nhấn nút đăng ký bên phải màn hình để à, mình nhận được cái video mới tìm đất nền à, đất công à, đất vườn nhà ở để mình đầu tư hay là về đây mình giường hay là làm cái nhà nghỉ dưỡng nha anh chị. à, chân thành cảm ơn quý vị tư à, rất nhiều nha. Rồi để em đi qua cái ganh bên bên trái rồi em chỉ xong à, em di chuyển sâu vô trong luôn anh chị em quay từng chi tiết cụ thể để cho anh chị nắm ha. Thì cái sơ đồ này em ghi à, quà vẽ rất là rõ ha đó, có cái clip uh, bao nhiêu mét rồi có cái rảnh nước mương đó. xung quanh đất mình ở hậu à, em ghi gõ trên cái giấy ban đầu này em đưa lên cho anh chị xem đó đây bên trái mình là có tủ bê tông đó chị ha cái lưới ha đó, sâu vô là 61 mét anh chị đất mình ở hậu ra là 40 rất là đẹp nha chị gia chủ ký gửi giá bán chỉ có là 695 triệu một công thôi chị ha thì anh chị về đây xem đất á, thì nếu mà đi đường quốc lộc a đi vô là nếu mà anh chị hướng sài gòn về á, anh chị thì tới cái xăng minh dũng ngay chỗ mà cầu kinh sáng anh chị đó có cái đường nhựa đó là kêu bằng đường nhựa long hưng còn thứ hai là kêu bằng đường nhựa quyện ba đó mình chạy thẳng vô hoài luôn anh chị ha thì khoảng ba cái số là đụng tới trường à, tiểu học long hưng và trường trung học ha ngay đó có chợ trầm hởm nha anh chị và từ đó trường hợp đó có đường đan à, mình chạy thẳng vô, à, 600 mét nữa là tới vị trí đất mình, cần là coi nhanh chị. Đây một cái thửa đất khá là đẹp nha anh chị ha. Cái này thì vừa thì dài và, dinh mai vàng anh chị thì chủ cũng trồng được khoảng vài tháng thôi anh chị ha. Nếu mà anh chị ở mỹ tho di chuyển lên tới đất mình á là mình chạy xe khoảng là 15 phút là tới nha anh chị còn từ đất mình á di chuyển ra đường nhựa à, kinh đào là khoảng một cây hai số. À, rất là đường nhiều đường đi nha anh chị à, thửa đất mình ở à, đây á thì là nằm vị trí đây là hướng à, đông nam nha Đó, anh chị nào muốn à, thích hợp cái hướng này á ví dụ cất cái nhà phía đông nghỉ dưỡng á thì đây là hướng thích hợp cho anh chị ha là hướng đông nam nha thì xung quanh đất mình á thì đã có tụ bê tông à, canh giới hết anh chị ha chưa kéo lưới nha đây mỗi clip cũng khoảng rất là rộng anh chị ha khoảng là 4 mét á thì có mương á thì gia chủ thiết kế là khoảng là 3 mét anh chị đó lấy nước ra vô cũng rất là thuận tiện ha thì tinh đất mình đó thì sạch sẽ không có màu mãi gì hết nha anh chị đây là cây mai vàng nè anh chị đó đây là dừa đó thì cũng trồng còn nhỏ nha anh chị đất ở đây thì cũng rất là tốt nha anh chị khu vực này trồng vú sữa với bưởi với mít Dừa là nhiều nha anh chị Đây, để di chuyển sâu về phía sau đất luôn để quay cụ thể để cho anh chị nắm ha đây dừa này là à, cũng khoảng là Một khoảng trăm gốc hơn trăm gốc đó anh chị rất là nhiều anh chị lên tổng cái thửa đất này đó anh chị là một ngàn sáu trăm mét vuông nha anh chị với ngang là 21 mươi mét à, sâu vô là 61 mươi mét nở hậu ra là 40 mét nha gia chủ ký gửi giá bán là 695 triệu một công nha anh chị giá này chủ còn thương lượng ha rồi giấy tờ thì gia chủ sẽ bao trọn có hết cho mình luôn nha anh chị anh chị cũng rất yên tâm ở đó nha thì hiện tại thì đang có mùa dịch covid này em không chạy qua nhà chủ lấy sổ được nên mới nãy em có ban đầu á, em sẽ vẽ bản vẽ lên cho anh chị xem đó anh chị nắm cụ thể ha thì y chang các bạn vẽ em vẽ vậy đó rồi xong anh chị về đây coi đất á, bất cái dịch á thì anh chị à, gặp chính chỗ và về đây xem trực tiếp đất luôn. À, thì mình thương lượng cái giá cả hợp lý để mình mua nhanh chị. Wow, đất mình khá đẹp nha anh chị ha. lên clip rất là đẹp ha, rất là cao ráo nha anh chị. Là mấy cái mương lấy nước ra vô rất là thuận tiện nha anh chị. Từ vị trí đất mà nó chị di chuyển ra à đường huyện 34 anh chị, ngay trường học với chợ đó là 600m nha anh chị còn di chuyển ra đường nhựa kinh đào là một cây hai số nha đây đất anh chị thấy không cũng rất là cao gáo nha anh chị lên clip rồi ha đây hiện tại em đứng gần tới cái đuôi đất anh chị em không có qua cái mương được nha em đứng quay quay cho anh chị xem nè nó có tụ uh, bê tông anh chị đó là cái ranh giới cuối cùng mình đất mình nha anh chị rồi em xin nhắc lại cái thửa đất mình á là ở đây á là Ngang là 21, à, sâu vô là 61m, nở hậu ra là 40m nha. Gia chủ ký gửi giá bán là 695 triệu một công nha anh chị. Giá này còn thương lượng chính chỗ ha. Giấy tờ thì gia chủ sẽ bao trọn gói hết cho mình nha anh chị. Anh chị rất là yên tâm về giấy tờ nha. Rồi đến đây em kết thúc video. à Quý đầu tư và anh chị nào quan tâm à, miếng đất vườn này thì liên hệ bên em ha để em có người dẫn coi trực tiếp và gặp chính chủ luôn để mình thương lượng cái giá cả hợp lý để mình mua nhanh chị. thì hiện tại thì tiền giang cũng sắp hết chỉ thị 16 rồi. thì bớt dịch đó thì anh chị di chuyển về đây xem đất được á thì liên hệ với em trước ha. thì em đón anh chị vô xem đất và gặp chính chủ nha. thay bất sản đặc biệt xin chào và hẹn gặp lại ở phần video tiếp theo. xin cảm ơn quý đầu tư và anh chị đã quan tâm theo dõi.